Hello, xin chào anh em, chào mừng em đến với kênh YouTube điện tử QNG của mình. Hôm nay mình lại đến một cái khu gọi là khu bán đồ cũ của bên Vạn Phúc Hà Đông. Đấy thì có rất nhiều những đồ cũ ở đây. Đấy. Quay mặt nhá. Thì quay hàng thôi được không? Quay hàng. Không quay mặt. Không quay mặt. Không, quay kỷ niệm chơi thôi. Thế à? Không. Chia sẻ cho. Ở đây thì có rất nhiều những đồ, đa số phần là những đồ kiểu như là, một là second hand, hai là những đồ mà như kiểu lấy từ đồng nát về. Đó, thì họ sẽ lọc ra những đồ nào còn dùng được. Đó, họ sẽ mang đi họ bán. Đấy, đây là chiếc đồng hồ. Đồng hồ bằng kim. Đấy. Đồng hồ kim giờ nó cũng ít sử dụng hơn so ngày xưa nhưng mà không thể thay thế được. Nhiều cái mình sử dụng điện thì mình vẫn phải dùng đồng hồ kim. Đấy, xe đạp này, các loại luôn. Thì những cái đồ này thì hoàn toàn mình có thể là thợ hoặc là những người trên chế cháo ấy, có thể đến đây nhặt những cái đồ về này. Đồ này về xong bắt đầu mình dùng để chế cháo. Tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Đấy thì đây là con này như là con lau nhà hay con. Đấy, tiếp theo là cái tivi. Đấy, cái tivi này thì mình hỏi chị bỏ bán 150. TV này chắc là TV địch, nói chung là khá là nặng đấy, mình cầm khá nặng, nói chung là chắc cũng cổ rồi. Đấy thì cái TV này thì mình đặt đằng sau ra thì mình nhìn thấy là điện áp, nó dùng điện áp 12V cũng được. Đấy, hoặc là cắm 110V, cái này là của Nhật luôn đấy, bãi Nhật luôn. Đấy, tiếp theo là con đài này thì nó cũng là con hàng bãi của Nhật. Đấy, nó dùng điện áp là 100V, đấy là 7W. Đấy thì con này nói chung là anh em về có thể độ loa cho nó, lấy hai cái cặp loa của nó mà lắp mạch Bluetooth mới lắp mạch một khuếch đại lên. Đấy, có thể chạy Bluetooth. Đấy, nói chung là mang về này, kiểu này rất là độc. Đó, tiếp theo là một cái con đài này. Cái con đài này mình đã có mấy con mình nhặt ở trong những nơi như này rồi và tất cả những con mình nhặt về đều sửa được hết. Đa phần thì nó bị hỏng cái phần cấp nguồn thôi. Nó thật ra nó hỏng cái nút công tắc ở chỗ phần volume ấy, công tắc bật nguồn ấy, thường hay hỏng cái đấy, sửa ở đấy là ok. Đấy thì đây là một loạt những cái đài mà hàng bãi của Nhật ấy. Đấy, nói chung là anh em có thể nhập lấy những con này về các anh em làm vỏ cho bộ nguồn, bộ khuếch đại của anh em cũng được. Đây cái con này, ông đang lấy con National. Đấy, thì cái hãng National của Nhật thì nói chung là khá nổi tiếng, đặc biệt trong ngành máy khoan Nhật. Đấy, gan khoan vít đó, với cái độ bền rất là cao, điều hòa này, tủ lạnh các thứ này. Cái hãng National thì được cái bên có hãng Panasonic nó mua lại. Đấy, như thế là National hay bây giờ là Panasonic thì vẫn là ok luôn. Đấy, rất nhiều đồ. Đấy thì ở đây họ bán cả những cái đồ cổ nữa này, những đồ bàn ghế cổ này, cả quạt này. Đấy, những cái đồ cổ, anh em yêu thích đồ cổ thì đến đây xem. Đấy, ưng cái nào nhặt cái đấy, nói chung là tùy thôi. Họ bán kiểu, họ cũng kiểu như là họ mua ra đồng nát ấy, ra khu phế liệu ấy. Họ thấy những đồ nào mà còn cảm thấy bán đồ cổ hoặc là những cái đồ mà nhìn có vẻ dùng được thì họ lấy về. Thế họ bán với cái giá nói chung là không phải là có cái mình có thể mặc cả được. Thế nên thì đa phần là phải mặc cả, chứ còn không thì đa phần là giá nó sẽ không được ưng ý đâu. Đấy, như cái con loa mình vừa cầm lên là mình mặc cả từ 30 xuống 20.000. Đấy thì đây là những cái cục pin laptop. Đấy thì anh em hoàn toàn có thể lấy những cục này về để làm sạc dự phòng. Đấy, còn nếu mà dùng cho máy khoan van vít thì nó sẽ không đủ tải, à nó sẽ không xả đủ dòng. Đấy nên thế là dùng để sạc dự phòng là ok. Tiếp theo là những cái đồ hay cả đồ gỗ này. Đấy, dây điện các thứ này. Đây, hoặc đầu nghe nhạc, đầu mà cái đầu của bên xe ô tô ấy. Đấy, thì đấy. Đây ở chỗ này nó có một con đài này. Đài radio. Những cái đài radio này thì nó khá là cứng, khá là nặng. Đấy, đây có cái quạt này, mấy cái tivi đầy cổ này. Quạt này thời xưa rồi. Nói chung là anh em muốn kiếm đồ cổ đến đây thì cũng ok. Nói chung là có nhiều đồ khá là cổ.
Nhưng mà giảm đặc biệt những cái đồ điện tử như là máy ảnh với cả điện thoại đây thì đặc biệt là mình không bao giờ mình xem. Vì những đồ điện tử thì thường là ngày thường là không dùng được. Đấy, thường là mình không bao giờ mình xem những đồ điện tử của những điện thoại hoặc là máy ảnh. Đấy, mình chỉ lấy những cái đồ nào mà nó có thể sử dụng được, mang về mình dùng được. Đấy, như là đài đĩa các thứ thì mình còn tận dụng được bộ loa. Đấy, còn không thì mình để về trưng bày cũng được, nó khá là đẹp. Đây, mình vừa lấy cái con màu xanh 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 dương bên tay ở bên trên này. Đấy, mình vừa nhảy xong một con rồi, 150 ra đi. Đấy, đây là cái con mình đã hỏi rồi, con này là con transistor, đây là bóng đèn điện tử ngày xưa ấy, thì nó có thể là nó là con transistor ấy. Đấy, bây giờ nó sử dụng con transistor. Đấy, con này là con bóng đèn điện tử. Nói chung là cái này sưu tầm thôi chứ giờ ai dùng con này nữa. Đây là những cái đồ, đây pin đây, pin này, sách này. Nói chung là đủ tất cả những cái mặt hàng. Đây, bộ loa đây. Đấy, cái này là họ tháo từ trong tivi hay tháo từ đâu ấy. Như cái loa này loa tivi đúng không? Họ tháo từ loa tivi ra. Đấy, họ để thì họ bán. Đây, đây rất là nhiều đồ cả. Quạt này, quạt đấy. Bảo điện, nói chung là tất cả những cái đồ ở đây, rất nhiều đồ luôn. Tivi, tủ lạnh, à không tivi, tủ lạnh có, nhưng đồng hồ này và những tất cả những cái đồ nhựa, đồ gia dụng trong gia đình có hết luôn. Thì à, tất cả những khu đây ấy, là khoảng mình tính khoảng cái chợ ở đây ấy, thì họ đã theo kiểu là những cái từng nhà một. Đấy, từ kiểu như là nhà mặt phố ấy. Đấy, xong bắt đầu họ mở ra. Đấy, họ thuê, họ đi thuê cũng được. Nó cũng đông, cũng nhiều người lắm. Đấy thì mình tính khoảng 30 cái nhà mà bán đồ như này. Đâu khoảng hơn 20, ừ, đi khoảng hơn 20 thôi. Dọc theo cái con phố đấy, ở chỗ Vạn Phúc Hà Đông, mình không nhớ là tên phố gì, nhưng mà họ bán cho từng nhà một. Đấy, mà cái khu đấy là quay thành một khu. Đấy thì con mình vừa múc cái con này rồi. Thì mình về xem mình sẽ chế. Đây là cái cục sạc là Samsung. Ngày đầu tiên mình đi mua cái cục này là nó để ăn là 14V 3, thì mình đi mua cục này về sạc cho pin 4S của mình. Thế nhưng mà họ lại không có cái dây cắm nguồn. Cái tắc cắm 220V cũng không có. Có đầu ra là 14V thôi. Đâm ra là bây giờ hỏi mình hỏi giá là họ 30 mà không biết sống chết như nào. Ok, thì đây là kết quả sau khi mình đã đi buổi sáng. Đấy, nó gồm con Sony này. Đấy, thì mình sẽ về, mình sẽ chế thành mình, một là mình sẽ sửa lại xem là liệu cái phần radio của nó chạy được không. Đó, thì mình may ra nhận tận dụng được phần radio nghe đài FM. Còn nếu mà không thì mình sẽ lấy bộ loa này và mình sẽ lắp mạch mạch khuếch đại lên, chế thêm Bluetooth để làm cho cái loa này chạy được. Đó, mình nói chung là mua về để kiểu như là, thứ nhất là cái bộ loa của Sony này nó rất là tốt. Đó, nó rất là hay. Thứ hai là cái kiểu dáng của cái vỏ này khá là cổ. Đó, thì đây là cái siêu tốc này. Ấm siêu tốc này thì vẫn chạy được và mình đã test luôn ở tại cửa hàng ấy luôn. Cái này mình đầu tiên họ mặc cả bộ là 300, sau mình một lần, sau một hồi mình mặc cả thì với cả đây, mình lấy lý do là mất cái phần đằng sau này. Đó, và cả cái phần phần này nó cũng hơi cũ. Đấy, hôm ra là mình xuống 150. Đó, thì còn con này. Con này thì họ bảo là 30. Đấy, thì mình mặc cả xuống còn 20 thôi. Đó, thì cái con Sony này, cái con Sony này chắc là hàng fake thôi chứ không phải là hàng chuẩn. Cái con Sony này mới là hàng chuẩn này, còn con này chắc là hàng của Trung Quốc thôi. Đó, thì hầu hết những cái con đài như này thì thường là hay bị hỏng cái phần chiết áp. Đó, chứ không phải là hỏng phần điện tử. Đấy, về mình có thể sửa phần chiết áp này. Mình sẽ mở ra mình xem như nào, nhiều con lại chạy được. Đó, còn cái con này thì mình đã thử luôn ở tại chỗ đấy rồi. Nó là 60.000, thì mặc cả xuống còn 30.000, à còn 50.000 thôi. Đó, đấy, nói chung là mình thiếu cái gì thì mình mua cái đấy thôi. Con này thì nhà mình đang thiếu. Đấy, thì hai cái đài này thì mình sẽ làm một cái video. Mình sẽ làm một cái video để sửa lại hai con đài này có thể chạy được. Đấy, con này thì mình sẽ chế Bluetooth để nghe mỗi lần mình đi mang đi thể dục thì mình nghe rất là độc luôn. Đó, ok. Thì đấy, thì anh em nếu mà thích có thể đến cái khu gọi là chợ
chợ đồ cũ Hà Đông, gọi là đây là khu gì nhỉ, gọi là khu Vạn Phúc, đúng rồi, chợ đồ cũ Vạn Phúc Hà Đông đó, thì mở vào các ngày 5 này, 10, 15 này, 20, 25, 30 đấy, các bạn có thể lên trên mạng search đó, và những ngày âm lịch như thế đấy, nhớ các bạn nhớ là ngày 5, 10, 15, 20, 25 âm lịch đó, hàng tháng. Ok, thì mình xin kết thúc video tại đây. Thì các bạn xem thì các bạn ủng hộ mình bằng cách là cho mình lượt like, một lượt subscribe để ủng hộ kênh của mình. Hey, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.